Rồi các bạn ơi, thì tôi lại tiếp tục đi hái cỏ xeo gà các bạn nhé. Đây là cái vị thuốc cỏ xeo gà. Tác dụng của nó thì tôi dùng để trị ngứa này. Khi mà nấu thành cao hoặc là chúng ta tắm cũng được. Đó, chúng ta hái về tắm. Đây, nó hay mọc xuất xứ ở những cái nơi mà ven suối này, vệ suối và những cái khu đất nó ẩm và mọc nhiều. Và công dụng thứ hai nữa là tôi dùng để làm chữa sâu răng các bạn nhé. Chữa sâu răng. Công dụng thứ hai nữa là tôi dùng để chữa sâu răng khi mà chúng ta hái về sau đó băm nhỏ ra, cho vào rượu để chúng ta ngâm, rượu nhẹ thôi nhé, và ngâm kèm với lại hạt cau, với lại hạt cau thôi, chúng ta cần hạt cau với lại cái vị này thôi, là chúng ta ngâm với rượu nhẹ khoảng dưới 20 độ các bạn nhé. Nếu mà ngâm rượu nặng thì nó sẽ bị dột cái niêm mạc của mình, không nên. Thì đây là cái cỏ xeo gà có hai tác dụng là như vậy các bạn. Đó. Đây, tôi sẽ quay chi tiết cho các bạn. Đây các bạn nhìn lá nó đây. Đó. Lá nó thay xuống. Đây thân nó tím nhé các bạn nhé, thân nó tím. Đó. Cả bụi nhé các bạn nhé, nó cả bụi như kiểu như này. Đó. Wow, rất nhiều. Rồi, đây chúng tôi sẽ thu hái và để về sơ chế nấu thành kem các bạn nhé. Đây cả bụi luôn.